Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Ở đây là thành phố Edmonton, Canada. Ở đây là đường 137 Avenue. Hôm nay tôi đưa quý vị tới một cái nhà hàng sushi. Nhà hàng này thì ăn buffet. Đó, cái bảng giá nằm ở trên cái màn hình TV đó quý vị. Thì ở đây nó có hai cái bảng giá. Cái tiệm này thì từ thứ hai đến thứ năm thì người lớn là 41 đồng, và người lớn đây có nghĩa là chắc trên 13 tuổi. Còn người mà lớn mà về hưu rồi là ở Canada thì 65 tuổi trở lên thì họ lấy là 36 đồng, nghĩa là bớt được 5 đồng. Còn trẻ em mà 12 tuổi trở xuống thì 30 đồng. Còn trẻ em mà 6 tuổi trở xuống á thì 8 đồng. Nhưng mà thứ sáu cho đến chủ nhật á, hoặc ngày lễ á, là cái giá nó cao hơn 2 đồng. Còn bên kia thì cao, người lớn á, thì nó cũng cao hơn. Nói chung á, thì cái bảng giá nó khác nhau. Người Việt mình thì mình nhìn cái chữ màu vàng á, còn Tây á, thì màu xanh. Nhưng mà cái giá thì nó giống nhau. Đây là cái nhà hàng đó quý vị, nó nằm bên phía tay phải á kìa. Đó, nó nằm ở bên phía tay phải đó. Ở đây thì hôm nay là chúng tôi phải đặt cái nhà hàng này trước một tuần rồi thì mới hôm nay mới đi. Tại tôi nghe là đứa con nó nói là nó cái nhà hàng mấy người đi đông lắm. Thì hôm nay là chúng tôi muốn đi thử cho biết. Tôi thì chưa ăn cái nhà hàng này lần nào, qua Canada đến giờ thì chưa ăn cái nhà hàng này lần nào, lần đầu tiên mà đi ăn đó. Thì ở đây hôm nay thì cái chỗ đậu xe ở đây thì nó chật cứng hết rồi, nó không có chỗ để đậu. Thì mình đi vòng hai vòng mà không có chỗ đậu, cho nên là bây giờ đi chạy qua bên cái chỗ bên kia, cái sừng bên kia có cái rạp phim kìa. Bên kia thì nó chỗ đầu xe nó nhiều hơn. Để xoay vòng cho quý vị xem cái chỗ này ha. Đây là cái bãi đầu xe này, trước mặt quý vị đó là cái rạp phim đó, rạp cine đó. Bên trái đây là cái chỗ này là cái chỗ Chuck E. Cheese để cho mấy đứa nhỏ nó vô đó nó chơi giải trí. Còn cái nhà hàng đây đó, cái nhà hàng đây là đây nó gọi là Sushi and Grill All You Can Eat. Thì đây là cái nhà hàng đó quý vị. Thì có họ nói là All You Can Eat, có nghĩa là ăn cái gì ăn thì buffet. Nhưng mà còn có một hai món gì đó nếu muốn ăn thì cũng phải trả tiền đó quý vị. Thì lúc mà nhìn thấy cái menu thì mình mới biết được. Đây họ đưa cho mình cái menu này nè. Đó, thì bia rượu nước thì mình phải trả. Chỉ là nước lạnh, hình như nước lạnh là không thôi. Còn ví dụ trà, uống trà mình cũng phải trả tiền. Chỉ đồ ăn, thức ăn là ăn thôi. Mà có nhiều món thì cũng phải trả tiền. Thì đây là cái menu họ đưa cho mình. Họ đưa cho mình hai cái tờ giấy này thì mình có thể kêu được hai lần thôi. Thì mình muốn cái gì thì mình gạch vô mấy cái ô đó. Là cái lần đầu tiên là có hai mặt ha. Thì trong này thì quý vị order hay đặt cái gì cũng được, mà có những cái món thì cũng phải trả tiền, chứ không phải là cái món gì cũng ăn được hết á. Thì mình order được hai lần, lần đầu xong rồi được tới lần thứ hai. Thì đây là mấy cái món mà gia đình mình order á, thì lần đầu tiên đó. Thì quý vị muốn order cái gì cũng được hết á, muốn gì đó thì gạch cái đó. Nhưng mà quý vị cũng phải cẩn thận là cái chỗ mà quý vị gạch đó nhiều lúc cũng mà họ lấy tiền mình đó, chứ không phải là cái món gì cũng là miễn phí. Thì cái thì quý vị phải để ý cái chỗ đó ha. Thì mình tưởng là lúc trước khi mình đi ăn, mình tưởng là cái gì cũng miễn phí. Thì mấy đứa con nó nói là không, có món thì cũng phải. Thì mình hỏi họ thì họ nói là như vậy. Mình muốn kêu trà đó thì họ nói trà cũng phải trả tiền đó. Thì quý vị phải cẩn thận á.
Thì cái nhà hàng này nó cũng cũng nhỏ lắm, nó không có lớn, nó khoảng chừng cỡ 10 15 bàn nhỏ nhỏ thôi, bàn bốn người ngồi chắc cỡ 10 15 bàn thôi. Thì ở đây thì cũng có đồ nướng, ví dụ tôm nè, tôm tươi nè, rồi mấy cái này là thịt thịt heo nè, thịt bacon đó, dùng bacon tiếng Anh gọi là bacon đó, tiếng Việt là gì ta, như là cái mấy thịt heo đó giống như thịt bó trụi vậy đó. Thì đây là cái chỗ họ làm sushi, thì mình kêu cái gì á thì họ làm ở đó, xong rồi mình chờ ông lạc bưng vô. Mình kể cho quý vị biết cái này, thì lúc mình tới mình hẹn là 6:30, nhưng mà tới đó mình phải đợi hơn nửa tiếng mới có cái bàn. Xong rồi thì mình thấy người họ đợi cũng rất là nhiều. Thì ở đây thì mình họ không có những cái món mình lên mình lấy, mình muốn thì mình phải order, mình phải kêu họ mới làm, xong họ bưng xuống thì cũng thấy cũng hơi chậm chậm. Thì đây là cái món sushi mình kêu đó. Còn nữa, quý vị ăn là phải ăn cho hết nha. Quý vị kêu ra mà quý vị ăn không hết đó là còn dư nhiều á thì quý vị phải trả tiền đó. Thì mình nhớ thì quý vị phải lưu ý cái chỗ đó, đừng có kêu nhiều quá rồi mà ăn không hết á thì họ sẽ lấy tiền mình đó. Lấy tiền thêm á, mà mình thì không biết mình họ lấy bao nhiêu. Trước mặt đó là cái chỗ họ làm sushi, thì quý vị thấy không, người đợi ở ngoài đó rất là nhiều, từ trong đi ra ngoài luôn đó. Thì chắc ngoài đó mỗi lần họ đợi cũng phải 15 đến 20 người. Thì cái này là cái đồ chiên, cái này là cái miệng, hình như cái miệng đá họ làm nóng, còn dưới đó họ có bỏ gì thì mình cũng không có thấy nữa. Đây là cái món thịt bò nè, thịt bò giống như mà bò sống vắt chanh, cái đó là tiếng Việt gọi gì tôi quên rồi. Bò vắt chanh gì đó. Đó, quý vị thấy không, ở ngoài đó người ta vẫn còn đợi rất là lâu. Nếu mà không đặt bàn á, lúc mình vô mình còn nghe người ta nói là có hai cái cặp kia đi vô, mà cái cô rồi cô nói là phải đợi 1:30 mới có bàn á. Thì mình hên là mình đặt bàn cả tuần rồi thì đợi chỉ còn nửa tiếng thôi, đặt bàn rồi đó quý vị mà đợi nửa tiếng á. Thì đây có những cái món mà quý vị cầm ở trong là trong cái menu á, thì có gì thì quý vị cứ kêu cái đó thôi, thích ăn gì kêu cái đó. Ngoài trừ ra những cái món mà phải trả tiền thêm thì quý vị muốn thích ăn thì cứ kêu, không thích thì thôi. Thì mình thấy ở đây những cái món sushi thì nó cũng thường thôi, nó không có đặc biệt lắm. Cho mình lần đầu tiên mình đi ăn buffet, sushi buffet thì mình cũng không có biết được nhiều lắm. Thì chỉ quay sơ lại để cho quý vị xem về thôi. Cái này là cái lần thứ hai gia đình mình order kêu đó, thì họ đưa cho mình hai cái tờ giấy để mình ghi đó. Thì lần đầu mình ăn xong rồi, thì lần thứ hai thì vẫn ăn chưa no thì kêu thêm, mà lần thứ hai kêu thì ít hơn lần thứ nhì, lần đầu cho lộn, lần thứ nhì kêu ít hơn lần thứ hai tại vì cũng có ăn qua rồi, nhưng mà còn thiếu một chút xíu thì ăn. Rồi cuối cùng thì quý vị cũng ở đây họ có kem, thì quý vị cũng có thể là đặt kem. Thì thôi, xin chào tạm biệt quý vị ở đây và cảm biệt quý vị đã xem video. Thank you, bye bye.